khó phải không? Chị nghe nào. Đặt mì cọt muốn lặng phê đấy mà. Bao nhiêu mày? Đây là bác cho thôi. Bác chân. Ờ bác chân nhìn ra một cái. Ôi chừng à. Mong muốn cho mất cả ba 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 ba. Tôi dùng nè không dùng bà con thế hả hả quà rồi à mấy tam song đó nó tam song ấy cả rồi. Mà mình lúc sau đại ban là cái mà đại ban bằng bay luôn cả nó mới giúp làm cái sao cái sao bao sao sai hoặc ai muốn tóc chân nó khó hả cái đàn bài khổ nhưng mà đặt kim 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 họ quên thì họ thực tế bài kiếm bài đó đặt cho chúng ta bài kiếm. This is $4 for a bowl of fried noodle. Okay. Tờ mò ăn chạm mò chít mò ăn. Tờ cảm thấy chạm thế này. Like so much chili. So this is a type of Cambodian street food near Olympic market. This is called by locally kui tiêu cha. It's in fact the fried noodle. It's eaten with vegetables, brown peanuts, spring roll, roasted spring roll, and this is I think pati meat. Let me try this. Beautiful. Mm. It is very good.
ai xong cột xong á xóa mà chân đặt bán đấy chứ mà tia thò chứ mà tia mà tia thò chứ nặng thì mới thò được đợi cho ra mong mà chơi không có tiêu sao vậy nhóm Wow, this one looks so good. Let me try that. Mmm. Really yummy. Bây giờ nó nhanh như sao bóng không bị dạ mà không phinh mà mày cứ vào đi vậy look so yummy this is the chicken curry lưng sầm lò giờ đi dành món này Time chơi cho muối mất. Dạ. Quá thật thất nguồn scope cà phê ban. Ok. Cà muối đấy thì đại chị đó. Nè, làm muối tiếp mất nhỉ? Chưa hồi nãy lắm. Khói phê đó. À, vượt. Đa xa ma thôi. Muối đa con. Wow, chicken feet. Always good. Nói rằng khói phê ấy mà tớ. Khói gì quá. So good. Don't eat up.